Bạn nào mà muốn mua cái bộ này mà có thể mà khéo tay một chút đấy thì về làm cho con thì cũng được nhá. Thì các bạn có thể liên hệ với mình sẽ để cái link page của mình ở bên dưới các bạn, hoặc là link Facebook cá nhân các bạn có thể gọi theo số điện thoại ở trên clip này, hoặc là inbox trực tiếp cho mình thì mình sẽ trả lời và gửi sách cho các bạn nhá. Đây là số điện thoại của mình nha, bạn có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào. Trang page của mình là sách vải dung mạc. Dung mạc nhờ đây chữ dung gì sẽ có chữ Z ở giữa như thế này, nó trùng với cái tên YouTube của mình ấy. Các bạn chỉ cần đánh chữ dung mạc thì nó sẽ ra cái trang sách vải của mình luôn nhá, không cần đánh chữ sách vải đâu. Các bạn chỉ cần đánh chữ dung mạc thì nó sẽ ra ba trang, một là trang Facebook cá nhân của mình, hai là trang Handmade by dung mạc, và một trang nữa là trang sách vải dung mạc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình nhá.